Ở bài hôm trước thì các bạn đã học bị động của từng thì, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học sang bị động của động từ khuyết thiếu. Thì các bạn chú ý là động từ khuyết thiếu có can, could, từ will thì ở trong thì tương lai đơn, và nó cũng được coi là động từ khuyết thiếu. Would, should, may, might, would rather, going to, used to, ought to, hoặc là have to, thì đều xếp theo cái công thức này. Đằng sau đó khi ở dạng chủ động thì sẽ là một verb không, nếu là dạng chủ động. Còn khi chuyển sang bị động thì các bạn nhìn cái cấu trúc ở đây, có chủ ngữ này, đến động từ khuyết thiếu, đến verb không và đến tân ngữ. Thì cái quy tắc chung của câu bị động sẽ là chuyển tân ngữ lên đầu câu làm chủ ngữ chính của câu bị động. Do đó cái tân ngữ này vẫn đứng lên làm chủ ngữ của câu. Sau đó đến động từ khuyết thiếu và công thức chung bắt buộc là sẽ đến be và đến phân từ 2, rồi mới đến by cộng với chủ ngữ ban đầu theo đúng quy tắc mà hôm trước chúng ta đã học. Bây giờ các bạn vào phần bài tập. Cũng giống như bài hôm trước thì cần xác định chủ ngữ và động từ. Thì trong đây chính là should là modal verb, send là verb không, sau đó there complain. There complain là phàn nàn, là tân ngữ. Vậy các bạn sẽ chuyển tân ngữ lên đầu câu là chủ ngữ chính của câu. There complain. Đến modal verb, tức là từ should là giữ nguyên, theo công thức là đến modal verb, đến be và đến phân từ 2. Phân từ 2 thì đây chính là verb không rồi, thì các bạn sẽ chuyển cái verb không đấy thành phân từ 2. Câu này thì có từ people, mà by people có thể bỏ, nhưng các bạn không cần viết là by cộng với chủ ngữ ban đầu nữa. Câu số 2 thì có hai vế, thì chúng ta cần xác định xem là vế nào có tác động thì sẽ chuyển sang bị động. Thì câu ở vế trước là ai đó có thể lấy trộm xe của bạn nếu như bạn để khóa ở đó, để khóa ở trên cái xe đấy. Tức là cả hai vế này đều có cái sự tác động. Vậy các bạn sẽ chuyển bị động của cả hai vế luôn. Somebody là chủ ngữ, từ my là modal verb, đến verb không, và đến your car là tân ngữ. Vậy sẽ đổi lên thành là tân ngữ làm chủ ngữ của câu, modal verb giữ nguyên, theo đến be, theo công thức là đến be. Phân từ 2 của từ steal là stolen. It. Thì vế sau các bạn cũng xác định như vậy. You là chủ ngữ, had left là động từ ở thì quá khứ hoàn thành, và the key là tân ngữ. Thì các bạn chú ý là quá khứ hoàn thành hôm trước chúng ta học rồi. Công thức bị động là had, been và phân từ 2. Do đó cũng đảo tân ngữ là the key lên trước, và đến had, been, phân từ 2 của từ left thì vẫn để là left. Như vậy là câu 2 thì các bạn sẽ phải chuyển bị động của cả hai vế. Câu số 3, a carelessness là chủ ngữ, could là modal verb, cause là verb không, và the fire là tân ngữ. Vậy các bạn cũng chuyển tân ngữ lên đầu câu làm chủ ngữ chính. Sau đó đến modal verb, đến be và đến phân từ 2. Một sự bất cẩn nhỏ cũng có thể dẫn đến trận hỏa hoạn. Câu số 4, Lan là chủ ngữ, is going to là modal verb, tức là cái cấu trúc là be going to, và đến verb không, tân ngữ. Vậy các bạn chuyển tân ngữ lên đầu câu. Her friend thì là số nhiều, sau đó khi viết lại thì chúng ta phải chuyển là are going to, thì đây chính là modal verb, và đến công thức là đến be, sau đó đến phân từ 2.
rồi đến to her party, a birthday party. Và đến bye cộng với lại Lan. Câu số 5. Liên là chủ ngữ, couldn't là modal verb, open là verb không. The door of the classroom là tân ngữ. Cái cửa của lớp học. Vậy các bạn cũng đổi tân ngữ lên đầu câu làm chủ ngữ chính. Sau đó đến modal verb. Và đến phân từ 2 của từ open. Và đến by cộng chủ ngữ. Câu số 6. They là chủ ngữ. Should là modal verb. Announce là verb không. That news là tân ngữ. Vậy chúng ta cũng đảo tân ngữ lên đầu câu làm chủ ngữ chính. Đến modal verb be và phân từ 2. Từ by them thì có thể bỏ. Vậy các bạn không cần viết by them nữa. Câu số 7, phong là chủ ngữ. Has to là modal verb, return a verb không. The scientific book là tân ngữ. Vậy đảo tân ngữ lên đầu câu. Has to các bạn để nguyên. Và theo đúng công thức của động từ khuyết thiếu thì tiếp theo đến bị động sẽ phải có be. Và đến phân từ 2 được chuyển từ verb không sang. To the library là địa điểm. Nên các bạn sẽ viết to the library trước. Sau đó đến by cộng chủ ngữ ban đầu. Câu số 8, people là chủ ngữ. Must là động từ khuyết thiếu. Repair là verb không và that old building là tân ngữ. Phần bị động thì thực ra là các bạn xác định được chủ ngữ, động từ và tân ngữ thì cứ làm theo cái công thức chung của nó thôi. Đảo tân ngữ lên trước, sau đó đến verb bị động. Thì tùy theo cấu trúc bị động theo thì hay là bị động theo động từ khuyết thiếu thì chúng ta sẽ viết theo cái công thức của nó. By people thì có thể bỏ. Câu số 9. The government là chủ ngữ. Will là động từ khuyết thiếu. Rebuild là verb không. The memorial monument là tân ngữ. Vậy chuyển tân ngữ lên trước. Đến động từ khuyết thiếu là will. Công thức tiếp là đến be. Và đến phân từ 2. By cộng chủ ngữ ban đầu. By the government. Câu số 10. The student là chủ ngữ. May là modal verb. Elect là verb không. Phong là tân ngữ. Để các bạn chuyển tân ngữ lên. Đến modal verb. Đến be. Và đến phân từ 2. Những sinh viên này có thể lựa chọn phong là người lãnh đạo của họ. Thì khi viết lại thì phong có thể được chọn là người lãnh đạo của họ bởi những sinh viên. Câu 11 là the teacher là chủ ngữ. Won là modal verb. Accept là verb không. Paper. Paper là giấy. Thì các bạn phải gạch hết cái tân ngữ đến từ pencil. Những cái bài viết bằng bút chì sẽ là tân ngữ. Nếu mà mình gạch mỗi cái paper không ấy, thì nó sẽ không đủ nghĩa của câu.
những cái bài tập mà viết bằng bút chì thì sẽ không được chấp nhận bởi giáo viên. By the teacher. The athlete là chủ ngữ, my là modal verb, visit là verb không. Some interesting places là tân ngữ. Vậy cũng chuyển tân ngữ lên trước. Some interesting places might be visited by. By cộng chủ ngữ ban đầu, the athlete, vận động viên. Sau đó mới đến after, sau SEA Games. Thì các bạn cứ thấy là SEA Games thì nó giống như là một cái trọng từ chỉ thời gian. Thì mình sẽ để là by cũng chỉ muốn ban đầu lên trước. Một vài địa điểm thú vị có thể được thăm, có thể được thăm bởi vận động viên sau kỳ SEA Games. Câu 13 là Lance Parents là chủ ngữ, have to là modal verb, clean là động từ, và their home là tân ngữ. Thì các bạn sẽ chuyển tân ngữ lên đầu câu. Nhớ là cái chủ ngữ ban đầu là Lance Parents là số nhiều thì dùng là have to, còn their home là chủ ngữ số ít thôi, vậy các bạn sẽ chuyển thành là has to. Rồi theo công thức đến B, đến phân từ 2. Before test Friday là trạng từ chỉ thời gian. Vậy các bạn sẽ để là by cộng chủ ngữ ban đầu trước đã. Nhớ là trạng từ, nơi trốn, by chủ ngữ ban đầu và rồi mới đến trạng từ chỉ thời gian. Chỗ này sẽ before, sẽ để sau. Before test Friday sẽ để sau cùng. Như vậy là các bạn đã chữa xong cái phần bị động của động từ khuyết thiếu. Bị động từ khuyết thiếu khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhớ duy nhất một cái công thức là sau modal verb sẽ đến be và đến phân từ 2. Bị động sẽ là modal verb cộng be và cộng với phân từ 2 thì là sẽ viết được lại câu bị động này.